Năm 1874, sau khi hòa ước Giáp Tuất giữa triều đình Đại Nam và Pháp được ký kết, Phan Liêm và Phan Thôn được trao trả về Huế. Từ đó hai ông được triều đình trọng dụng, trải qua những vị trí quan trọng và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của quê hương đất nước. Hòa ước được ký kết, chúng ta được trở về quê hương, được thoát khỏi ngục tù của kẻ thù. Nhưng nó lại khẳng định chủ quyền của Pháp ở Nam Kỳ, khẳng định sự lệ thuộc về chủ quyền ngoại giao, rồi phải mở cửa cho Pháp tự do buôn bán tại các cảng biển và trên sông Hồng. Chúng lại được tự do truyền đạo. Đại Nam ta ngày càng lệ thuộc vào Pháp rồi. Anh ba, không lẽ chúng ta cứ ngồi trơ mắt nhìn bọn Pháp hoành hành trên đất của ta sao? Anh còn nhớ cái chết của cha không? Chú Năm, anh hiểu được những trăn trở của chú. Lòng anh cũng hận quân xâm lược và tay sai đến thấu xương. Thế nhưng em thử nghĩ lại xem, chúng ta có thể đánh lại được bọn Pháp trong lúc này sao? Bọn chúng mạnh hơn chúng ta gấp nhiều lần. Ý anh là cứ để bọn chúng dần dần lấy hết đất mà bao đời tổ tông ta mới có được hay sao? Anh nghĩ việc của chúng ta bây giờ là giúp sức cho triều đình, giúp cho dân chúng. Khi dân giàu nước mạnh thì chúng ta mới có sức để đánh đuổi xâm lược. Khởi tấu hoàng thượng. Thần xin đệ trình lên hoàng thượng tấu chương về việc cải cách, với mong muốn đất nước ta sẽ giàu mạnh, như vậy mới có đủ lực để chống lại người Pháp. Khanh muốn cải cách giáo dục, thông thương khai mỏ, các hoạt động đẩy mạnh phát triển kinh tế sao? Khởi tấu hoàng thượng, cải cách giáo dục chính là để nâng cao trình độ văn hóa cho người dân, đồng thời đào tạo ra những nhân tài cho đất nước. Giáo dục chính là quốc sách hàng đầu cho sự phát triển của một quốc gia. Khanh nói rất đúng, nhưng việc này không có thể làm trong ngày một ngày hai được. Còn thông thương và khai mỏ thì... Thưa hoàng thượng, nước ta rừng vàng biển bạc, khoáng sản nhiều vô kể. Nếu triều đình có thể quy hoạch lại và tổ chức khai khoáng có sự quản lý chặt chẽ thì sẽ là nguồn lợi lớn, đồng thời mở rộng và linh hoạt thông thương buôn bán. Có như vậy mới phát triển kinh tế đất nước một cách toàn diện. Bẩm hoàng thượng, vi thần thấy những điều Phan đại nhân nói rất có lý, nhưng e rằng khó thực hiện được. Hiện nay trong bối cảnh nước ta bị quân Pháp chiếm đất, nhất cử nhất động của triều đình đều bị quân Pháp kiểm soát, vi thần sợ rằng việc lớn chưa thành mà nguồn lợi lại rơi vào tay Pháp. Năm 1886, Phan Liêm được bổ làm Tổng đốc Thuận Khánh cùng với Nguyễn Thân trông coi khu vực phía Nam. Ông qua đời cuối năm 1896, còn Phan Tôn được phong đến tước Hồng Lô Tự Thiếu Khanh dưới các triều vua từ Tự Đức đến Thành Thái. Ông mất năm 1893. Hai ông cùng được an táng ở Huế và được truy tặng binh bộ thượng thư.